Trước đó, tối 31 tháng 8, hai bé trai trong vụ hỏa hoạn nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Mặc dù được cấp cứu tích cực đến sáng nay, tình trạng bệnh nhân không thuyên giảm, không đo được huyết áp và thở máy. Theo bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, ngay sau khi tiếp nhận hai bệnh nhân, các bác sĩ trong kiếp trực đã triển khai các biện pháp cấp cứu tích cực, đồng thời hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khả năng chuyển viện không cao vì hai bé bị suy hô hấp do ngạt khói rất nặng.